Tao đi ngọ kẻ con nhà càng ngày dò ngọ về tháng để từ mường thành xa về rồi quen cha nhau ngài ơi giờ bao in bài giờ bao cái lê hoa kiếp với nó ngài ơi à giờ bao ngài nông giờ bao ô rồi mong lại cái chân tâm vì lối này ngài ơi à quyến cha nhà ông già rồi ya rồi đôi ô tra này tiếng quỷ bao bao ngay giò đôi ô ngay nô tiếng quỷ bao lại quán ra ngay ơi cây cỏ tình ruộng với ơi phải con cỏ là cái ca ngài nông đến bề phải quán có xương ngài ơi cây mò trọng đọt người ơi cây mò trọng mường có mái có mến ngài ơi có thịnh có nhiều ngài ơi là bụi thì nhút ngài dò quán con ngài nông lại phừa vài cái rồi giờ bao nhà thuộc ngài nông giờ bao bao con vài cài ô đất ngài nông mang chạy rồi cái bài trong đất lòng mường ngài ra cái lang đông chừa cái xa ngài nông khao bảo vệ rồi cái quyền kim bụi ngài ra cái tiếng hòa bình là nông ngài dò giờ giờ vài đôn chiêng người giờ giờ vài đôn vài người vài con bằng con vài cái ngày người bằng mai vài mương con giò là bụi thì nhốt con ơi bằng người vài rồi vài người già mang bước chi trong nọ con ơi già mang cỏ chi trong lăng con giò bước nó khó lăng là chỉ cho con cây ruộng con đùa con ơi bước nó khó lăng cây chỉ cho ruộng con cài à cho lê cháu rê chàng ruộng chàng và dù bơi bước nó khó lăng cây chỉ cho thôn à cái thôn luôn đó cái thôn quán cái vai ơi ra bước nọ có lắng điều chi mà đã cái đùn mà cá có nuôi vai giò giờ về có nuôi đã nhà mà đi rồi vai ơi ra đã của cá có nuôi ra đã nhà cô con giò giờ đã có nơi cái nhà hàng ngàn đàn ông con vài người giờ đã cái nhà bốn mai đàn ông con giò giờ đã đi khôn có nơi giờ đã đi khạc đi lại rồi có nơi giờ đã đi xiêu con mái có nơi giờ đã đi lạc con giò lạc chương đà rồi vai ơi ở mặt quần nó mà lại con ơi giờ đi lạc vai ở mặt quần cả bên nó rồi mặt lu quay về nó ngủ vai giò giờ đã về đất mừng mà con ơi khóc khả ngã ba rồi đâu đang con giờ bỏ người hoài non con hay à giờ đi chơi buông con ơi giờ đi dùng quá rồi giờ đi cuồng cạc lạc lại chiều mai lạc gió đôi nay đã nôn con giò lạc quăng con ơi ơ mà quăng cả mà lại đã nôn con lạc ngoài ơ mà quăng cả mương nó mặt lúa quay về con giò giờ bên đất mang mà đã nôn rồi vai ơi giờ ngọ thầy cửa băng chuột mang răng con giò giờ ngọ thầy cửa băng quang bụi đùng nhà nhà đã quan à giờ được con ơi một ngày giờ đi chín hàng con ơi một càng giờ đi chín đất con ơi một càng
giờ đây trên mương qua nuôi ở măng trô đồn qua nuôi ở măng trô nhà 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 đà nô quan giờ giờ đây không khác giờ đây lạc lại rồi giờ đây chiều mai còn giờ giờ đi lạc giờ tao đi đã qua giờ rồi thường thiệt con ơi giờ bảo thường ơi thường mới nói ngoài giờ ngoài đà nô bằng quan ngoài cài bằng mai ngoài mưa nơi này tân đi đã quan giờ đã lên bói cửa đô con ơi giờ về ngồi khổ mang ma là chỉ con ơi ngoài giờ giờ về bói đô mang ma là chỉ rồi mà ôi ê bằng lầm nón con ơi giờ về làng đô con giờ mong mà là chế rồi vài ơi mà hồi ý đằng làm nôn qua đôi qua vài giờ với hồi qua đôi giang rau giang rạc mường mà rồi qua đôi là chỉ màu ý quỳ qua đôi mà hồi ý cả mong mà đà nôn chia ngôi đà rộng bằng ôi vài nôn quan chưa hiểu rằng quan huệ vài nôn quan ơi có vài nhà con nơi này có vài nhà con toàn đi vài giò giờ về mang ma toàn đi nhà mang đồ ăn rồi con giò giờ về mang ma nhà mang thêm cá đa quan giờ đi thà nằm đông giờ không nằm bên con ơi giờ đã càng mường nơi này tận đi con ơi giờ đi ông ra cười mường ma là chị cái rác mường ma con ơi nhưng ma ê ê con ơi cái vịt mường ma đoàn bên lên con ơi cái món non bên trừ khơm lắm lại quá rồi bần nộp cho người đã rón qua người ngoài nôn con giò giờ lại ngoài nôn con người ngoài con rồi giờ lại mương ma giờ măng đỏ lằn vài phiêu đi mò con quá rồi con giờ vài phiêu giờ đi bắt ta mương ma đã quan giờ bao đà rồi cái đìa nó canh bao ba con ơi bạt đìa nó canh bao chân rồi con ơi nó canh bao tay giờ nó con ơi mà tuổi mà ta con giò mà ngàn ba như đàn ông cha ơi đã rộng bằng ui vai quan giờ giờ về nôn chưa về giờ giờ về nôn vai ơi giờ lại mừng mà con ơi giờ hú cú phơ là giờ hú lạt lu con ơi giờ lại mừng mà giờ hú con ơi cú nụ là bò con giờ giờ lại mừng mà con ơi giờ hú mà ho là ngựa con này à giờ lại mừng mà tốn đi chưa ngồi giờ lại mừng mà tốn đi vài giờ dấu cái khi lá cho là chi con ơi dấu cái vò dấu cười là ca con giò giờ lại mừng mà con ơi vài quán dấu cái tiền cờ đà là nhà con ơi dấu cái trà có khi là bù là mê rồi chưa ngươi đã rộng bằng ui ngoài nôn con giò giờ giờ ngoài nôn chưa ngươi giờ giờ ngoài nôn bằng con ngoài cái bằng mai ngoài mương con giò giờ lại mang ma là chị vài hồi cái hụt mệt
tét có nơi nó bằng lại quá có nơi cái út mơ cả nó bằng ngày đông giờ bà ô rồi lại cùng có nơi bùng ăn bùng đầy mương mà con giò nó là cơm thơm có nơi nó là tạc thoi nó là cơm quậy có nơi nó là ta khôi có nơi đuổi bố đồ da mương mà gian con nông áo khùng vai ôi da dung mương mạo yên con nuôi quang ôi vai giò chia người về vài đốm rồi băng quan vài cài băng mai vài mướn nhà đã quan có vài tăng yên tiếng cha vài đốm mà khôn có nơi có vài dung lê tiếng cha mà quê vài đốm con giò nơi này ngài ơi vài người con giò bố cha ta ni đã quan ôi cha sinh chẳng phải mê bọc rồi nhà nhà con ơi bố cha nhà ngài là người nuôi giúp con giò bố cha là người chăm đỡ đã con trang yên thiên cha đi sự con hay trang yên thiên cha để đón là bụi thì nhốt rồi bằng nhà thu có nuôi ở làng đông chư con giò ở xa khảo bà là con nô viên kim bụi con ơi ở tỉnh qua bên con người hoài con hoài cài hoài ôi đã con hoài giò giờ đồ bố cha nhà ngài sớm đồ buồn mơ hoài đạp con ơi bố cha nhà ngài vài chợ và nuôi sớm đủ bạc liều và lúc đã rồi con do sớm đủ bằng cổ vài có con vài khẳng sớm biết bằng cổ ôm rồi là bụi thì nhút mà lại con do sớm biết cái hoài là bụi thì nhút mà về đã qua sớm biết con nuôi cao cả cao càng rồi con ôm chung bông ra bằng rô chân na răng rô bằng na lại rô phai đã về rồi con ngoài nhà con tra yên tiếng cha con đi con dò có ngoài đàn ông tiếng ơi có ngoài đàn ông ngoài con ngoài cài con chữ kẻ đốn mà ta chẳng còn có vài con chữ rồi cái nhà mà vì lại chẳng vay được của bố cha để cho con ơi nhờ bao con ơi cái vài bố lửa theo câu bố cha mà đi mà về lại quan bố cha đưa ngoài rồi con ơi đi qua bốn mơ sẵn là con nhỏ bố cha đưa ngoài con ơi à để qua ba mơ sẵn đồ con ơi càng khổng lên con nà bái con ơi trái lại nà con nhỏ lại con đi thả ư khóp đang thả rồi con ơi tại con đi thả ngã ba đầu đang đã quan lấy vai về đất về mương nhà nhà đã quan lấy vai về bụng con ơi lấy vai về lùng lấy vai về vàng đã quan về của về nhà 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 con dò vai về đêm đùn vai về đi nhà bố cha cho vai có nuôi thao dài có nuôi bố cha cho vai thao dẹp với nó con chờ bố cha cho vai có nuôi chào chân càng ao có nuôi chào chân càng hoang với nó con chờ chào chân càng chuộc
qua núi ngược chậm căng thọ về nôn nì nôn ngày ôi đã nô ngày giòn ô ngoài đã nô qua núi ngoài quan bố cha cho ngoài qua núi liền của con non bao của cài bố cha tới ngoài đã nô quan bố giặt mình giang qua núi ngồi bầm trầm chờ ngồi kéo cô ngài bầm cơm chèn rau con giò ngồi bao cái màn cơm ngoài cho rô về quan ngoài ôm qua núi giờ ngồi kèn phà qua núi ngoài ba con giò giờ ngồi kèn trong đã rô rồi anh đã làm tam thi qua núi ở tiểu một tin ra qua núi đêm là theo một nhiều tấn nó nữa con vài ngồi cho cùng con người vài ngồi cho cầm con này ngồi hết toàn bán cơm khát nà ngồi hết toàn bán cho vài về con bằng cơm nhau vài con liền bằng kỳ nhau vài con kết lâm non con người vài bào thời cơm đứng vui có nhà rồi con nuôi thầy thì thầy cả con nuôi đứng vui có ăn à lãng yên thiêng cha con nuôi đi nhu đi nhận con nuôi lãng yên thiêng cha đi tan đi báo con giò tâm ba bay thiêng con nuôi tâm ba bay lưỡi đàn ú con giò giờ bao này đâu con ơi vài đâu con ơi cho người đã rọn bằng ơi vài con đã quan vài bao thay mà tăng lão vài ba cái áo tròn tăng là con ơi vài bao khúc quyền vài bao con ơi khúc mình cho quan rồi vừa thấy với non con giò bữa mấy con ơi mà đi bữa chỉ ra quán mà lại yêu cầu con ơi mà vừa ngủ vài vài đúng có đi mà bán đà rồi ngủ vài vài đúng có đi con ơi phải đi là con tâm đu con giò phải đi là cô cầm nhà rồi ngoài ơi bố đùn đòi nhà quay non chưa người đã rong quang quan vai cài giờ lại vai đu con ơi vai quan chưa người đã rong quang ôi ngoài đu con giò giờ giờ là đu chưa người giờ giờ vai đu vai ơi quan giò ngồi bom trong chợ con ơi ngồi cúm ngồi khăm là rồi con này à nỗi này con đi về quan bằng cơm nhau vài con liền kiện vài con kiệt lắm non con nuôi có chạy rào tắm đã nôn con giò có nam rào ta con nuôi có chả con chư con nuôi con ăn bằng cơm nhau vài con liền lắm non con nuôi bằng kiện nhau vài con kết làm con ơi vài bao tâm đi phòng ơi vài nô con giò nếu vui lại phòng đi đô con ơi đi tâm lại chào vui ngồi kêu ngồi ngay con giò giờ bao vài uống giờ ngồi kèm thà vài ba con ơi giờ ngồi kèm tròn đi nô cũng với ngay giò hết giao điều cả về con vài ơi ô mày ngày đi bố cha đón vài về đủ nào ngăn về nhà bốn mày à nhà vài dầm bữa con ơi nhà vài tìm sợ con ơi ô mày ngày đi kề rung con đùa kề rung con cái châu rì chàng rung keng và dụp này xèo con ngán nó đúng con đôi đa quan đôi vai bêu đùn đôi vai bêu nhà con ơi vai bảo mày ngày đi thầy bán cơm ăn ta còn
ca cầm đùa bên nhà vui, con ơi có đùa bên nhà, con ơi các đùa bên đam nam cùng bên chào. Miệng nó cùm rồi, con ơi cho chậm nhà lũ tạc quăm, con ơi miệng nó chậm chưa cùm nhà lũ tạc quay rồi. Con ơi rồi rào thoảng bạc, con ơi cả ta thoảng chậm ông tên một chàng huy ai ôi, bay chàng đó mặt như rộng bơm tay như rư đa quang. Vài bao đà rồi, ô khan đi chọc đồng con ơi thả cha, con ơi ô khan tên chọc bà. Là tan kỳ tế, con ơi ô khan tên miệng ước, con ơi ô khan tên miệng kỳ là. Miệng bếp miệng bốc, con ơi miệng trốt đốt lại miệng cuối, con ơi cho ăn cho tỏ hồng cho măng ruộng cho măng rè, cho cây cho tỏ vai ông vai ru, con ơi vai ông vai rè vai cây vai to vai non con giò. Đó mát như rương bơ cay như rú đã còn vào báo mai ơi ăn cơm buổi bữa tan đi đã rồi quăng lui vai còn vai cái nó còn cuộc nhà có côn đầu tru con ơi, cuộc nhà có côn chẳng mát vài bao ăn cơm mười bữa tận đi đừng đá cao quan con ơi, cuộc vài có côn đầu lưng mười trùng rùng chân mười tay vài bao ăn cơm mười bữa tận đi đừng đá cao quan đã non con giò cuộc vài có côn đầu rùng qua nơi nào ôm nào đầu vài bao ăn cơm quê bữa cho đi đứng đa khá văn con giò thức chi có con ơi tu chi tiền đàn nô con ai giờ bao vài đang con theo con quần bố cha con đang khi quan tân quan giờ đang con theo tân nhoang bố cha con đang khi quan tân nhoang đa quan bằng luôn lệ lo bằng mò lệ tăng về rồi vài anh cho con vài ông cho tiền ngủ mày ngày ní vài ơi vài đứng bước chi tròn nò đứng có cái chi tròn lắng nữa quan quan ơi dân bảo ít quý bao con đi qua thế ta bảo con đi đám cho ra con huệ vài con vài cài vài hữu vài giò cò vài ăn cho to vài ho cho tiền vài người đã u đã rầy đã cây đã to con người đã u bằng ai cây to đã tê người đã con giò giờ bao con người giờ bao vài rồi ao trơ một tranh vài người lấy chuồng đường cao lúa cha cha con ơi mất tao mất trường kia ngồi đã rõng qua người đã lại vài hồi đã quan giờ bao con ơi muốn chợt nhà vài rồi đã nhu con ơi muốn cao nhà vài đã tắm đã to đã rót lo bao hào thôi người nô con ơi vài bao giờ đầu cây đoá thoáng quang trăm đoá thoáng chào thoáng kéo thoáng ngài rồi bấm cơm chàng rau con giờ quan chờ hết vài thu vài thiền vài miếng vài lý rồi con giờ phòng ui vài quả hoàn giờ bao vài nô chia người đã rong qua vui vài quan được cân được cơ bố cha được vài lộ nhà có nuôi ở xa được cơ bố cha đôi xô cưới áo cháu ai mà bảo con ơi vừa mày mà đi chết lăng mà lại là nô quan trọng
giờ đưa vai nó vai trục vai khát con nơi bố biển trên bao tròn trục tròn khát vai nó chân tay may mà con ơi bố biển trên bao tròn chân tròn tay con ơi tròn mày tròn mà tròn trọt bắt mê của nó bố biển trên bao chân tay may mà con này cuộc nó vai tì với nụ đạt quan cuộc vai ăn cơm mỗi bữa trần đi quê quê mê linh biển chốn bao tròn ngay ông rong cao lơ mân trò mòn tròn cùn chân bên à cạp chân bên đi quỳ chân bên ngồi thuê bên đạt quan.